con nói thế tối hôm qua còn tuyên bố thẳng. Em nói cho anh biết nhé, anh mà chơi nhão nhằng nhá, đừng có nghĩ là em nhận thầu sau nhà anh rồi là xong nhá. Ngay ngày mai em mang em trả luôn là tức đấy. Em bảo thế. Thế là con em ở đâu? I think I've met you in one
anh nghĩ thế, có em ở đâu? Quá khứ của anh là thế không thích, em cảm thấy nói thì thôi.
nếu mà theo như gia đình nhà em ấy nha, gia đình nhà em còn lâu mới chấp nhận này. Bởi vì nếu mà nghe chuyện xã hội, bây giờ anh nghe chuyện xã hội người ta nói xấu em nghe chuyện xã hội người ta nói xấu anh có tốt đẹp ở đâu. Nếu mà anh không có lập trường đúng không? Anh không có lập trường hay là anh nghe người ta, đương nhiên là hàng xóm người ta không bao giờ người ta bảo ôi cái đứa đấy nó ngoan lắm rồi. Không bao giờ. Không bao giờ người ta bảo ôi cái đứa nó ngoan lắm, nó ngoan lắm, nó tử tế lắm. Không bao giờ. Cứ sợ lọ sợ kia xong cứ công khai là vợ của anh công khai là vợ của anh mà anh không dám làm như thế này.